những sự thật gây sốc về người thuận tay trái. Theo các nhà khoa học Mỹ, những người thuận tay trái chiếm 15% dân số thế giới. Trong đó, số đàn ông thuận tay trái nhiều gấp đôi phụ nữ. Và khi kết hợp thì sao nhỉ, nếu hai người thuận tay trái kết hôn với nhau, khả năng con họ cũng thuận tay trái là 50%. Ngược lại, nếu hai người thuận tay phải kết hôn với nhau, khả năng sinh ra một baby tay trái chỉ là 2%. Một khả năng nữa dẫn đến việc thuận tay trái, theo các số liệu thống kê là, nếu người mẹ càng già thì đứa con sinh ra sẽ càng có khả năng thuận tay trái. Một, người thuận tay trái nghe tốt hơn người thuận tay phải. Thực tế, với những người thuận tay trái, bán cầu não phải sẽ hoạt động nhiều hơn. Do vậy, khả năng nghe của tai cũng chính xác hơn và tốt hơn nhiều so với người thuận tay phải, khi xét đến có sự thay đổi thường xuyên của môi trường. 2. Người thuận tay trái hay đau đầu hơn. Người thuận tay trái có xu hướng đau đầu nhiều hơn so với những người thuận tay phải. Đây là một giả thuyết, mặc dù chưa được công bố chính thức trong các tài liệu. Nhưng từ các ví dụ thực tế, có thể thấy rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra. 3. Người thuận tay trái thường đánh nhau giỏi hơn. Thực tế đã chứng minh được rằng, những người thuận tay trái thường đánh nhau giỏi hơn so với những người thuận tay phải. Bởi lẽ, những người thuận tay phải thường có thói quen tấn công từ phía trước, trong khi người thuận tay trái luôn hiểu làm thế nào để đánh bại đối thủ bằng hai tay, và hạ gục họ chỉ bằng một vài cú đánh. 4. Người thuận tay trái thường hay mất ngủ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người thuận tay trái có khả năng bị rối loạn giấc ngủ nhiều hơn so với những người thuận tay phải, đặc biệt là việc mất ngủ liên tục. 5. Người thuận tay trái thường là anh hùng. Nếu đã đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy rằng, có rất nhiều vị anh hùng được đề cập đến đều là những người thuận tay trái. 6. Người thuận tay trái thường hay bị dị ứng. Những người thuận tay trái có khả năng dễ bị dị ứng với thực phẩm và các loại vải. 7. Người thuận tay trái có khả năng lớn bị rối loạn tâm lý. Rối loạn lưỡng cực, khủng hoảng và hội chứng tâm thần phân liệt là các vấn đề về tâm lý mà những người thuận tay trái có khả năng hay mắc phải. Theo một tính toán, khoảng 40% những người thuận tay trái đều bị rối loạn tâm thần phân liệt. 8. Người thuận tay trái thường có tửu lượng rất tốt. Những người thuận tay trái có khả năng uống rất nhiều, một khi họ đã đụng đến rượu. Phần não phải cũng có những phản ứng khác biệt với rượu, nên dẫn tới họ thường rất phụ thuộc vào loại đồ uống này. 9. Người thuận tay trái thường rất căng thẳng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người thuận tay trái thường có nỗi sợ lớn hơn những người thuận tay phải. Điều này cũng mở rộng ra nhiều kết luận về việc những người này dễ bị mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau các chấn thương tâm lý. 10. Người thuận tay trái thường rất sáng tạo. Những người thuận tay trái thường có máu nghệ sĩ và sáng tạo hơn so với những người thuận tay phải. Da Vinci và Michelangelo là hai ví dụ tiêu biểu cho kết luận này. 11. Người thuận tay trái thường kiếm nhiều tiền hơn. Có lẽ vì sáng tạo hơn, nên những người thuận tay trái thường rất thu hút các nhà tuyển dụng và nhận được lương cao hơn so với những người bình thường. Ngoài ra, họ cũng rất thông minh khi giải quyết vấn đề và đưa ra các giải pháp khá hoàn hảo. 12. Đàn ông thuận tay trái nhiều hơn. Sự khác biệt giới tính trong một cuộc khảo sát thuận tay trái từ năm 2008 cho thấy, đàn ông thường thuận tay trái hơn phụ nữ.
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu của 144 người thuận tay trái và thấy rằng, đàn ông thường thuận tay trái hơn, chính xác là, ở nam giới chúng ta thấy nó thường xuyên hơn 23% so với phụ nữ. 13. Người thuận tay trái có thể làm nhiều việc. Dữ liệu được thu thập bởi Hiệp hội Nghiên cứu Illinois cho thấy, những người thuận tay trái có khả năng đa nhiệm tốt hơn những người thuận tay phải. Những người thuận tay trái cũng có thể nhớ mọi thứ tốt hơn những người thuận tay phải. 14. Những người thuận tay trái rất thông minh và có nhiều tài năng đặc biệt. Những người thuận tay trái thường có nhiều tài lẻ và đặc biệt thông minh, 20% số thành viên của Mensa, tổ chức dành cho những người có IQ cao tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, là những người thuận tay trái. Thêm vào đó, một nghiên cứu cũng cho thấy rằng, sau khi cùng tốt nghiệp đại học, trung bình 26% những người thuận tay trái sẽ trở nên giàu có hơn những người thuận tay phải. Tiến sĩ Nick Chekwin thuộc Trường Đại học Quốc gia Australia thì cho biết, những người thuận tay trái thường có khả năng xử lý tốt và làm việc dưới điều kiện bị kích thích cao. Chính vì vậy, họ thường chơi điện tử giỏi hơn những người thuận tay phải.